Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Mosso 2620TP được trang bị bộ chuyển động Alivio. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Khung của chiếc xe thì làm từ hợp kim nhôm 7005, là một hợp kim có độ bền cao, và đây là cái nhôm mà chuyên sử dụng để làm xe đạp. Xe thì còn rất là mới, chỉ có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng, cộng với cả là xe bãi không thể tránh khỏi. Trang bị bộ tay bấm Alivio, phanh dầu Shimano. Mayer bi vòng. Trang bị bộ gạt đĩa đề chuyển số Alivio, full group bộ chuyển động Alivio. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động một chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, 43 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Thì chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m5, 7m58 đến 69, 70, đi là phù hợp. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị 9 tầng lít, 3 tầng đĩa, 27 tốc độ. Chuyển động của chiếc xe thì rất là mượt mà. Đi vòng cuối rổ nghe rất là hay, vui tai. Em cho các bác một mẫu xe mang cấu hình khá là ổn, được trang bị đi vòng cuối rổ, phanh dầu, có giảm sóc, và bên em đang bán với mức giá chỉ 5,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác cần đăng ký kênh, cộng ấn chuông để có được những cái thông báo về những chiếc xe mới nhất và đang đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.